Em nhận phục hồi trục xới nha, sắp sửa trục xới cho anh em luôn. Đây em có máy ép, em ép cho anh em luôn nha, ép sửa thẳng cho anh em luôn. Anh em xem hài lòng ủng hộ em nha. Đây là cái trục xới zin của Kubota, cái dàn dàn này dàn 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 xới zin. Chục xới zin trong thùng luôn nha anh em. Em nhận phục hồi chục xới cho anh em nha. Anh em gần xa nào có nhu cầu phục hồi chục xới, hoàn ngành được phục vụ. Ở đây em ép sửa thẳng cho anh em luôn. Đảm bảo là không thẳng là không lấy tiền của anh em nha. Phải thẳng cho anh em để đảm bảo cho độ bền cho ổ bi và xên xích. Chào anh hai nha, khỏe hôm nay nào về với em nghe nay. Anh em gần xa có nhu cầu phục hồi trục xới hân hạnh được phục vụ nha. Hoàng Mai 0907 7900079. Đây là cái trục xới zin của ông khách ở ngoài Hải Dương gửi vô nha. Nó vấn đề nó bị cong vên. Em nhận phục hồi lại cho anh em là em ép sửa thẳng cho anh em luôn. Có nhiều anh em hỏi ép như thế nào, sửa thế nào. Đây hôm nay em sẵn cái tiện cái trục xới này nó dài tới 1m87, ra bị cong. Em nhận phục hồi cho anh em luôn nha. Nhiều anh em hỏi em sắp trục xới rồi sửa như thế nào. Đây hôm nay em cho anh em xem trục xới sửa như thế nào đây. Đây em sẽ ép cho anh em sửa thẳng cho anh em luôn nha. Đây em sửa thẳng cho anh em đó, đảm bảo cho anh em xài cho bền đồng tâm để tránh tình trạng phá sên hư xích nha. Ép thẳng, ở đây em sửa thẳng cho anh em, không thẳng là em không lấy tiền nha anh em. Anh em gần xa nào có nhu cầu phục hồi trục xới hân hạnh được phục vụ nha. Đây trục này dài 1m87, gần 2m nha anh em. Đưa lên máy chạy một cái đi. Quất cho mấy đánh chậu đánh chấu này đó. Đây em sửa trục xới cho anh em rất thẳng nha anh em, không thẳng là không lấy tiền của anh em nha, để đảm bảo độ bền cho sơn xích cho anh em luôn. Rồi nhảy vô trong đi. Gì ở đây em nhấn sắp trục xới cho anh em là em phải sửa thẳng cho anh em luôn để đảm bảo đồng tâm cho anh em chạy độ bền cho sên xích và ổ bi nha. Máy em rất dài cho anh em nha, em đặc biệt làm trục xới cho anh em nha.
Chốt sửa thẳng cho anh em. Không thẳng là không lấy tiền của anh em nha. Em sửa rồi em sẽ quạt mặt cho anh em luôn. Này chụp cái là của ông khách ở ngoài Hải Dương gửi vô nha. Của Đại Dương à. Quá công luôn anh em ơi. Đây em sẽ chơi rất kỹ cho anh em luôn nha. Đây để đảm bảo độ đồng tâm của trục xới cho anh em luôn. Anh em xem hài lòng ủng hộ nha. Hoàng Mai 0907 790079 nha. Thank you.